thời gian sao khóc để hoài mà vậy con gái? Con nhớ mẹ. Hả? Con nhớ mẹ. Con nhớ mẹ hả? Hết năm nay tới gần tháng 10 là đám giỗ nè. Mỗi lần mà nhớ mẹ thì con làm gì con? Con cũng lên góc nhà cho mẹ. Ừ. Con cũng nói là mẹ ơi, có lên thiên về con hỏi cho mấy chị em con được tay qua nạn khỏi. Con hỏi cho con sống bình yên. Thì con có đêm con có nằm ngủ con có mơ thấy mẹ không? Dạ có, một lần con thấy mẹ. Lúc nào con cũng thấy hả? Dạ. Nhưng mà mẹ về mẹ có nói gì với con không? Mẹ nói là ghé khỏi nhà lo chăm sóc với em đi. Cho cha con được ở. Ừ. Con sẽ cất lại cái nó của mẹ con. À, cái bàn thờ cho mẹ ha. Dạ. À. Thì con lên tiền gì cho chị em con mình an khỏe mạnh được sống, mẹ có sống không với em thì phù hộ cho chị em con. Mẹ ơi, dạ kính thưa quý ông bà cô chú, Trường đang có mặt tại Mỹ Tho. À, giống gái Trường không ông bà cô chú? Đây là bé Phương Mai đúng không con? Dạ chị Phương Mai. Phương Mai năm nay là nhiêu tuổi rồi con? Dạ con 10. 10 tuổi. Dạ. Phương Mai là con của một nhân vật mà Trường quay cách đây khoảng 3 tháng ông bà cô chú. À, là một người mẹ mà đi mồ côi bắt óc rồi trong cái đợt dịch Covid-19 á. Thì không may người mẹ của các bé đã bị mất ngay dưới mương nước luôn. Trong cái lúc mà đi mưu sinh vậy thì mất ngay mương nước luôn. Thì bé là một trong ba người con. Hiện giờ là bé, cái thời điểm Trường xuống á, ba của bé thì đi biển. Lâu lâu mới về à. Rồi cũng thu nhập thì không có nhiều ông bà cô chú. Thì ba bé phải ở trong cái căn nhà rất là tội nghiệp, nhà tôn. Thì thời điểm đó Trường xuống á, thì không có gặp bé. Bé thời điểm đó đi học làm tóc làm tay gì đó. Bữa nay thì lần đầu tiên mới gặp bé nè, gặp cái liền thấy cân lắm. Con dạ ông bà cô chú đi con. Con dạ ông bà cô chú. Dạ ông bà cô chú. À, con nói cho ông bà cô chú nghe là bữa nay con đi học gì về nè. Dạ con đi học làm móng gội đầu. À. Và cắt tóc. À. Nay con biết làm chưa? Dạ cũng sơ sơ rồi. Biết sơ sơ hả? Giờ cái móng của chú nó dài quá trời mà đất nữa nè. Trời ơi dơ quá nè. Bây giờ sao? Giờ có đồ làm cho chú giùm không? Con không có. Không có hả? Rồi chú Trường nghe nói là nghe con còn đi học chữ gì nữa mà đúng không? Dạ con có. À, con đi học chữ luôn. À, bé này là bé, hôm bữa là bé gì? Bé Tiền. Tiền, Vàng, Mai. Đó, ba bé ông bà cô chú. Đây là một trong các bé ha. Các bé giờ ngồi đây cho chú Trường hỏi chuyện chút xíu nha. Dạ. Dạ kính thưa quý ông bà cô chú, Trường đang đứng trước căn nhà của ba bé mồ côi mẹ ha. Thì bữa nay quý ông bà cô chú có thêm nhân vật mới là chồng của chị anh Đại, là chồng của chị Nhàn, người phụ nữ mà đi mồ côi bắt óc mà bị mất ngay dưới mương nước ông bà cô chú. Thì anh Đại giới thiệu chút xíu ha. Anh Đại là nay nhiêu tuổi anh Đại ha? 56 tuổi. 56 tuổi. Thì mấy lần trước mà em tới đây để hỏi thăm các bé thì đợt đó là anh đang đi biển đúng không? Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà nay sao mà mình lại... Nay cũng như là nhức cái tay quá. Bị nhức cái tay nào giờ đi ghe bạn bè cũng biết. Dạ. Thì bạn bè nói giờ nhức cái tay thì...
nghỉ ở nhà. Dạ. Với nhất hai cái dài nữa, với phần mà biển cả giờ đi mình mà này kia mà bệnh hoạn là mình nào đừng nên đi. Dạ. Tại vì mình biết vậy mình đừng đi, ra mình làm thu suốt người ta chửi mệt lắm. Dạ. Nhiều khi người ta nói giờ lấy tiền thì lấy công, rồi cũng ai cũng ra phải làm công. Dạ. Nhiều khi mình nhất có cái mình làm yếu hơn người ta thì người ta phải phân biệt. Dạ. Rồi nhiều khi có tiền chia cái đầu mình chấm phân mình thì thấp hơn người ta, với dạ. Thể có tiền chia đánh cá nhiều á thì người kia được 10 phân, còn dạ. Mình làm yếu hơn người ta thì người ta chấm 7 phân, coi dạ. Như mình mất 3 phân. Rồi. Vậy đó. Thì em cũng nghe nói là bữa giờ là anh quyết định nghỉ nghề biển để về đi đúng bán vé số để gần các con của mình hơn đúng không? Đúng rồi. Dạ, nhưng mà tiền vốn thì nó đang hơi bị kẹt. Không lấy, có lấy vé thì lấy thiếu người ta, giá 90. Dạ. Thay vì mình có tiền tươi á thì cái đồng lời của mình sẽ được nhiều hơn đúng không anh? Đúng rồi, có tiền vốn liếng ra chạy ngay thầu lấy là nó có giá 87-88 à. 87-88 nghĩa là một tờ mình lời được nhiêu anh? À, là một tờ lời được 1.200. À. Là 100 vé lời được 120. À rồi em hiểu rồi. Đó. Rồi hôm bữa là em có xuống thăm mấy bé nhưng mà đợt đó là anh chưa có về. Thì sau khi cái video đăng tải thì có anh Quang Phương anh gửi cho mấy bé 2 triệu đồng. Thì coi như bữa nay em trao để anh có đồng vốn để anh lấy số bằng tiền tươi để cái đồng lời nó được nhiều hơn ha. Đúng rồi. Rồi thì em xin trao anh 2 triệu đi nha. Anh Quang Phương nha anh. Anh cũng thay mặt đại diện cha của mấy bé. Dạ. Thì trước hơn anh cũng cảm ơn. Dạ. Thì sức khỏe anh thì giờ cũng như là anh cũng cầu chúc cho nó tương đối như mỗi năm thôi. Dạ. Chứ giờ biển cả anh cũng coi như là anh nói với mấy bé với mấy con anh đó, coi như là anh đã hết thời gian rồi. Dạ. Nói thiệt hết thời gian rồi. Nhiều khi anh buồn. Dạ. Chạy đây ra đó ngồi cho nó giãn giãn cái đầu thôi. Chứ cũng ghê đó. Anh coi như là hết thời gian rồi. Thì sau này cho tụi nó lớn lên thì anh cầu mong cho có sức khỏe thôi. Dạ. Như vậy anh đi rồi nữa, người này cho, người kia cho, rau cả, người kia về ăn đó, như cô Ngọc Loan ấy, cũng mới ở vùng ba nè. Dạ. Yeah. Cũng mới cho bịch gạo đó, mới bữa một kia anh 2 ngày. Dạ. Yeah. Cũng làm từ thiện. Sao con khóc con gái? Hả? À, trước hết là Trường cũng thay mặt gia đình cảm ơn anh Quang Phương đã có chút quà gửi tới cho 4 cha con. À, thì thật sự mà nói ông bà cô chú, cái hoàn cảnh của các bé bây giờ, cái đợt trước Trường tới thăm á, Trường rất là lo, tại vì 4 bé gái, 3 bé gái ở trong một cái căn nhà nó rất là sập xệ, cửa nẻo thì nó rất là đơn giản, các bé thì đang trong cái độ tuổi lớn lên đó ông bà cô chú, mà mẹ thì mất, cha thì đi làm xa cả mấy tháng trời mới về được một lần. Thì bây giờ anh cũng đã nghĩ tới cho các con, và anh đã thứ hai nữa là phần sức khỏe yếu thì anh bây giờ anh đã về để ở gần các con, coi như nói chung trong nhà có một cái trụ cột thì cũng rất là đỡ. Thì điều đó là điều rất là may mắn cho các bé, mặc dù các bé cũng đã mất mẹ rồi thì cái điều không ai mong muốn cũng đã xảy ra rồi, nhưng mà bây giờ có cha bên cạnh thì dù gì thì trong nhà cũng có một người lớn thì cũng rất là đỡ cho các con. Thì Trường cũng mong là các bé thì bé nào học thì cũng ráng học, tại vì cũng có như bé đây ông bà cô chú đang đi học nghề, lại thêm học chữ nữa, mà trong nhà đó là hiện giờ là chỉ có bé này là đang biết chữ thôi. Bé Tiền là hồi trước con có đi học không con? Có. Con nghỉ ngang luôn ha. Ừ. Rồi để Trường trò chuyện với các bé một chút xíu ông bà cô chú, cho em xin mượn cái mic xíu nha em nha. Em cất tiền gạo rớt nha. Rồi đây bé Tiền, cho chú Trường hỏi chút xíu nha con. Tiền thì hôm bữa Trường cũng có một clip quay về bé rồi ông bà cô chú. Đợt trước Trường tới thăm thì bé là lớn nhất trong nhà, thì Trường cũng có trò chuyện với bé rồi. Con này là nhiêu tuổi đây Tiền? Dạ 13. 13 tuổi. Rồi hôm bữa con học là học cũng học nghề móng luôn đúng không? Dạ. Thì nay đang tạm nghỉ ha? Đang nghỉ. Đang nghỉ. Là do công việc nhiều quá hay là sao con?
có thì con muốn đi bán. À, con muốn đi bán với cha ha. Rồi hổm giờ con nghỉ lâu chưa? Con nhớ. Không nhớ hả? Tháng chưa? Chắc vậy hả? À, vậy là hôm bữa mà chú Trường tới cái chỗ con học nghề đó, sau mấy bao lâu thì con nghỉ? Con học con nghỉ, con không nhớ. Con không nhớ con... hả? Ừ. Rồi giờ theo cha đi bán vậy hả? Rồi sao đầu gối bị trật vậy nè? Đi xe đạp hả? Không có, con trật vậy. Trời ơi, trật trước thêm nhà vậy đó hả? Ừ. Thôi đã ấy thì đi bán thì cũng đi bán, nhưng mà con coi nếu mà sắp xếp được tuần rảnh ngày thứ bảy chủ nhật đó gì đó thì con đi học, đi học đi cho có cái nghề, đừng có bỏ ngang vậy ủ ha bé ha. Rồi sao mặt con buồn vậy nè, con tên gì nè? Con tên Vàng. Đây là bé Út, ông bà cô chú tên Vàng. Con nay nhiêu tuổi rồi? 6 tuổi. Ừ, 6 tuổi hả? Rồi năm nay con đi học chưa? Chưa. Chưa hả? Con có tính đi học không? Con không biết nữa. Con... con không biết nữa hả? Rồi có tập chưa? Có tập sách gì chưa? Chưa. Chưa có luôn hả? Trời ơi, vậy coi chừng không có đi học rồi. Nay 6 tuổi rồi mà chưa học lớp lá, chưa có gì hết luôn hả? Cô con định là cho em con đi vô tháng này, cho em con vô học mà thầy. Gì đó hả? Là mấy người nào, mấy cô đang dạy cho con đó hả? Dạ. À, con giới thiệu con tên tuổi xíu nè. Dạ, con tên Trần Phương Mai, con 10 tuổi. À, Phương Mai 10 tuổi đó bà cô chú. Trong nhà là chắc bé này là nói nhiều nhất đó anh đại ha. Khi nó nằm bên quà, con thương cha quá, con thương cha quá. Vậy hả? Rồi... Khóc. Khi nó nói, cha đừng đi ghe nữa. Ở nhà có gì ăn nấy cho. Trời, khóc. Con có muốn cha đi ghe nữa không? Không. Không hả? Tại sao vậy con? Con muốn cha ở nhà. Kể ra là sau khi mà vợ của anh Đại mất á, là anh có về cái thời điểm mà chị mất đúng không? Đợt đó dịch là anh về được mà đúng không? Đợt đó có ở nhà. À, đợt đó anh ở nhà. Trời mưa đó. Dạ. Trời mưa mấy cha con chảy cái tấm mành nước nồi hồng trước đó đó. Dạ. Rồi có ở nhà mà rồi thì đưa bà về trên lò thiêu á, thiêu gỡ vô chùa Xanh. Dạ. Chùa Xanh ngoài nó. Dạ. Rồi cái tấm hình ảnh thì chị ba nó, con người thứ ba chị vợ thì coi như là để đây sau này tụi nó thờ phượng. Dạ. Cho mẹ nó. Dạ. Yeah. Rồi anh mới là đi tiếp vài ba chuyến ghe nữa, cũng như là nợ nần này kia rồi đó của mẹ nó, rồi bán vé số người ta ăn, rồi thăm này kia, rồi lớp tiền mượn người ta, rồi thời gian đó mẹ nó mai gũi thì giờ mất thì giờ anh cũng phải trả người này một chút, người kia một chút, có người người ta cho. Dạ. Yeah. Có người ta nó hôi giờ cho chị gỡ cúng cho em nó luôn đi. Dạ. Đó thì giờ cũng có người thì cũng thơm thảo, thôi giờ gán lo con mày. Dạ. Thì giờ lúc nào lo được lúc nào lo không được thì thôi đừng có đi, thì ở nhà đi bán vậy đó. Dạ. Cái số rồi đó mẹ nó cũng đi bán, sáng kéo mẹ con đi. Rồi không có anh nhà thời gian đó, vô mùa ghe là anh phải đi ghe lấy. Yeah. Tiền tao mình phải làm công. Nghĩa là giờ cái nợ hồi trước là mình thiếu là giờ xong hết chưa? Coi như là nó dứt hết trơn. Yeah. Có người thì người ta không cần trả, ta. Yeah. Nói thôi giờ cái mai cái gũi. Yeah. Thôi giờ chị mất rồi thì thôi cho ha luôn. Yeah. Cho em luôn rồi đó. Vậy thôi bây giờ mình ráng mình làm để kiếm tiền mình lo cho mấy bé anh ha. Bé này á, hiện giờ như theo anh nói thì bé này là giờ đang có một ân nhân nào giúp đỡ đúng không? Đúng rồi. Con Thuận đó. Ừ. Coi như là nó là tiệm nghề uống tóc. À, dạ. Là cũng như người này người kia lỡ học thì những người ta có tiền thì nó khác. Còn. Dạ. Này cũng như là nó thấy hoàn cảnh như vậy đó. Dạ. Nó cho học thì. À. Cũng nói lên một điều, con gán lớn thì có một cái vững chắc, một cái nghề
đó, coi như anh bây giờ coi như là cũng như là cái trụ cột rồi, ngồi ở nhà để nhìn ngó mấy đứa con cũng cái niềm vui rồi. Đó. Nói chung á, dù mình có kiếm ra tiền hay không kiếm ra tiền, mặc dù bây giờ anh cũng đi bán, nhưng mà có một người lớn ở trong nhà đó, thì từ nhỏ nó giống như kiểu có một cái chỗ dựa tinh thần cho nó vậy đó. Dạ đúng rồi, một cái động lực cho nó mà. Chứ bây giờ cũng không muốn làm tổn thương mấy đứa nhỏ được. Tại vì giờ anh giờ coi như là hết cái thời gian rồi. Không còn nữa. Nhiều khi á, trời chở gió thì nó nhức tay, anh bị khớp tay rồi, nó lên hai vai. Anh hai vai như giờ là cũng như là giái cầu cho nó cái thời gian mình có cái sức khỏe, giờ ngó mấy đứa nhỏ ngày lớn, ngày sáng thì mấy gia con đi bán, nhiều khi bữa nào không khỏe thì ở nhà nó đi bán, mình chiều 4:45 là anh chạy ra anh rước về. Nó ngày nào cũng như ngày nấy vậy thôi. Cái chân của anh có cái dòng đó là sao anh? Cái này cũng như là hồi đó nó là mẹ nó mất là anh có đeo rồi. Rồi sau này anh đi ghe đó thì sợ cái dạng mà ta kêu bằng ma da đó, ra ngoài ông thầy Sáu ở ngoài Sao Vàng mình nè, ông nói 10 năm cũng vẫn còn nhưng mà mày phải đeo. Đáng lẽ là mấy đứa này phải đeo luôn á. Chiều nó hay ra đầu cầu ngoài đó, nó chơi anh la hoài à, dặn dạng 6 giờ giống mấy nó ra anh la hoài đâu cho ra đâu. Nó đâu có nên, bởi vậy đâu có đứa nào ra. Anh đi ghe nhiều khi anh nói với ngồi ở nhà nè, nhiều khi nằm mơ mơ màng màng, mơ mơ màng màng, thấy hoài, thấy mẹ nó về hoài, đứng cửa mà ngồi xả tóc già bà khóc, đâu có dám nói mấy đứa này nghe. Rồi bây giờ đốt nhang, nhiều khi ngủ nửa đêm anh giật mình dậy, anh mở đèn sáng đốt nhang hoài, nó mẹ của nó có về phù hộ cho con tôi. Giờ bà ở chùa nghe kinh rồi thì anh cũng nói thí dụ giờ cái gì mình cũng phải về lòng đất mẹ thôi, chứ giờ anh nói hẳn giờ anh cũng hết thời gian rồi, giờ coi như ghe cổ giờ anh không đi nổi nữa, hết thời gian rồi. Giờ ở nhà bán tờ nào giấy số tờ nào là hay tờ nấy thôi. Thì cái nghề biển thì em biết là hồi trước đi là mình có thu nhập, có ấy. Thì bây giờ mình chuyển qua cái nghề này thì mặc dù thu nhập không có nhiều nhưng mà được gần con cái thì mình cũng là... Thì ý nguyện anh vậy đó, coi như là anh hết thời gian, anh không còn cái thời gian. Sao khóc hoài vậy con gái? Con nhớ mẹ. Hả? Con nhớ mẹ. Con nhớ mẹ hả? Hết năm nay tới gần tháng 10 là đám giỗ nè. Mỗi lần mà nhớ mẹ thì con làm gì con? Con cũng lên đốt nhang cho mẹ. Con cũng nói là mẹ ơi có linh thiêng về phù hộ cho mấy chị em con được tay qua nạn khỏi, phù hộ cho con sống bình yên. Thì con có đêm con có nằm ngủ con có mơ thấy mẹ không? Dạ có, một lần con thấy mẹ. Lúc nào con cũng thấy hả? Dạ. Nhưng mà mẹ về mẹ có nói gì với con không? Mẹ nói là giấy khỏi nhà lo chăm sóc với em đi, mẹ không có cầu mong gì hơn hết trơn á, con cố gắng một người nên con hận đi. Con ráng lên nha. Chú Trường nghĩ là chắc là mẹ cũng đang theo dõi ba mấy cha con á ha, thì con cứ ráng lên đi. Thì tại vì á, mẹ có linh thiêng như thế nào á, thì mới có những cái vị ân nhân đến với gia đình mình, đúng không? Ví dụ như là cô Thuận nè. Rồi như cô Phương Linh hồi trước cũng hay xuống nè. Rồi chú Trường lâu lâu chú Trường cũng xuống thăm con, rồi em, rồi chị con, rồi cha con ha. Thì bữa giờ con học vậy là học được nhiều chưa? Dạ con học cũng được nhiều. Nhưng mà ở trong tiệm vậy đó, chắc là con nhỏ tuổi nhất hả? Dạ. Chứ đâu còn ai mà nhỏ hơn con mà đi học nghề đâu, đúng không? Dạ. Rồi các cô chú mà vô làm móng, làm tóc rồi thấy con nhỏ vậy thì người ta có hỏi gì không? Dạ, người ta có hỏi cô Hận. Cô Hận có nói là
bé này mồ côi, không có mẹ, nó mất mẹ từ hồi mùa dịch. Con cũng cảm ơn, con không biết nói gì hơn. Rồi cô chú mà vô làm tóc làm móng trong đó rồi có thấy con vậy, rồi có ai mà muốn nhận nuôi con không bé? Dạ cũng có một người xin con nhận nuôi mà con nói là con còn cha ở nhà nữa. Con không có nỡ bỏ cha ha. Dạ. Nhưng mà chú Trường nghĩ nếu như mà người ta nhận nuôi thì chắc là tới nhà đó là sẽ có nhà có điều kiện hơn nhà mình đúng không? Dạ. Nhưng mà sao con không có đi? Con muốn ở nhà với cha con, với mẹ con. Con không muốn đi đâu. Bé thấy thương lắm ông bà cô chú. 10 tuổi, mới 10 tuổi mà hiểu chuyện dễ sợ luôn á. Bây giờ con có mơ ước gì không? Dạ con có mơ ước là sẽ con, nếu mà con có tiền thì con sẽ cất nhà lại cho cha con được ở. Con sẽ cất lại cái nón của mẹ con. Cái bàn thờ cho mẹ ha. Dạ. Cái hiện giờ là cái nhà của bốn cha con đó ông bà cô chú, là nhà bằng hoàn toàn là bằng nhà tôn hết. Cái nhà này hồi trước là ở đây là cái mương nước, rồi sau đó là có một vị mạnh thường quân nào đó đúng không anh Đại? Cất bằng cái nhà tôn lên cho giờ bốn cha con ở trong cái nhà thiết. Nói chung là nó nóng quá, nóng rất là nóng nực. Thì hôm bữa Trường cũng có xuống để mà chia sẻ lại cái hoàn cảnh, nhưng mà thật sự là cũng chưa có đủ duyên đâu mà cô chú. Thì bữa nay bé giữa cũng có tâm sự vậy đó, thì Trường cũng rất là mong quý ông bà cô chú thương hoàn cảnh, rồi cùng với Trường để làm lại cái nhà cho bốn cha con được tinh tươm hơn chút xíu mà cô chú ha. Trường rất là muốn giúp đỡ cho gia đình của các bé thật sự luôn á, nhưng mà chưa có đủ duyên, cho nên là giờ Trường quay lại đây vừa là trao cái món quà, cũng là để chú gánh cho, vừa là trao cái món quà của Mạnh Thường Quân Quang Khương, vừa là để tiếp tục chia sẻ lại cái hoàn cảnh một lần nữa, để nếu như có đủ duyên thì để sửa sang lại cái nhà cho gia đình chút xíu. Rồi cũng như là ước nguyện của bé vậy đó, sửa sang cái nhà, đồng thời là làm lại cái chỗ ban thờ của mẹ. Rồi bé đứng dậy đi lại ban thờ mẹ nè. Con muốn sửa sang lại như thế nào? Dạ con muốn làm cái kệ này lại. Con muốn mua trái cây để cúng mẹ ngờ của mẹ. Vậy hả? Cái bàn thờ thì của hiện giờ của gia đình thì nó cũng rất là đơn giản không bà cô chú. Con linh thiêng về phù hộ cho chị em con bình an khỏe mạnh được sống, mẹ có sống còn phép thiêng thì phù hộ cho chị em con. Mẹ ơi, vậy là nghĩa là lúc mà mẹ của con mất là con lúc đó mới được 8-9 tuổi hả, đúng không? Dạ đúng không. Rồi nhỏ lớn giờ là con có được dẫn đi chơi ở đâu không? Chơi công viên nước hay là công viên gì đó? Dạ không. Không hả? Vậy là nhỏ lớn là con đi bán, hồi nhỏ là con đi bán số. Dạ. Cái tới hồi mẹ mất là con đi học nghề. Dạ. Ôi mới 10 tuổi không bà cô chú, mới 10 tuổi mà có một gọi là tuổi thơ gắn với công việc vậy đó. Nhỏ thì đội bán số, nghĩa là hồi trước con cũng không có đi học hả? Dạ lúc đầu thì mới là có. Nhưng mà tại vì mẹ con phải
đi bán vé số, con thấy mẹ con cực khổ quá nên con mới nghỉ ở trường. À. Con mới đi bán chung với mẹ. Ừ. Là hồi lúc đó là con mới có 8 tuổi hả? À. Con mới đi bán với mẹ cũng được vài trăm vé. Yeah. Nên con rất là thương mẹ. À. Nếu mà mẹ có đứng ở ngay đây á thì mẹ nhớ phù hộ cho con. Ừ. Để là giờ chú Trường hỏi này, mỗi lần mà con đi qua những cái chỗ mà hồi trước mẹ con với con đi bán số chung á thì con có nhớ mẹ dữ không? Mẹ cũng có nhiều lần con nhớ mà con không có học dám nói với ai. Bữa nay có chú Trường ở đây thì con cứ tâm sự hết với chú Trường ha. Dạ. Với lại có ông bà cô chú ở trên này cùng chia sẻ với con nha. Dạ. À. Rồi chú nghe nói là cái chỗ mà mẹ con mất á, ở ngoài mương nước á, là mỗi lần mà con ấy là con hay ra đó đứng nhìn nữa. Dạ. Lúc đó là con suy nghĩ sao? Con lúc đó thì con suy nghĩ là những cái hồi đó con vỡ mẹ hết, con cũng có khóc nữa. À. Thường nghiệp. Thường con ra đó con cũng có buông hoa để ra đó con thả xuống. À. Nghĩa là con ra cái chỗ cái mương nước đó, ngay cái chỗ mẹ con mất á, con thả hoa xuống đó hả? Dạ. Lúc mà thả hoa đó thì con có nói gì không? Con nói là mẹ có linh thiêng về thì phù hộ cho chị em con. À. Nghĩa là giờ bé từng cảm nhận được bé một người rất là giàu tình cảm không mà cô chú. Tội nghiệp ở chỗ hồi trước mẹ con đi bán số chung á, đi ở các cái tuyến đường cũng ở Mỹ Tho này. Rồi giờ bé đi học nghề rồi đi ấy, mỗi lần mà qua những cái chỗ mà mẹ con đi bán chung hồi trước á thì bé rất là nhớ mẹ mà không dám kể với ai. Nó thương quá trời luôn á bà cô chú. Mẹ con có thèm ăn gì không? Dạ, mỗi lúc thì con cũng có thèm nhưng mà con không có tiền để mua. Vậy hả? Giờ à, kính thưa quý ông bà cô chú, hồi trước từng cách đây mấy ngày có một cái chị ở bên nước Mỹ, chị có tặng Trường 100 đô. À, chị nói là cái này là cái tiền để cho Trường ăn uống cho có sức khỏe và xăng cộ để Trường đi lại. À, nhưng mà lúc đó thì Trường cũng có ngỏ ý chị là sử dụng cái tiền đó để cho các cái hoàn cảnh đó, nhưng mà chị không có cho. Chị nói là cái này là để cho Trường riêng, thì trước mắt á, là Trường rất là cảm ơn chị ở bên nước Mỹ. À, chị có hai người con là tên là Kevin và Steven. Đó, cảm ơn món quà của chị đã gửi cho Trường. Thì hôm nay gặp được bé ở đây thì Trường xin phép chị. Trước hết là Trường nhận cái tấm lòng của chị, nhưng mà bây giờ thì Trường xin phép chị trích 500 ngàn của chị để cho bé. Để ví dụ bé có thích ăn gì thì bé ăn ha. Thì Trường cũng nghĩ là chắc là chị cũng sẽ rất là vui lòng khi Trường làm trái ý chị ha. Tại vì cái hoàn cảnh của bé thật sự là rất là thương, mà Trường không có khả năng để mà giúp một cái điều lớn hơn, đó là làm lại cái căn nhà theo cái ước nguyện của bé. Thì trước mắt là Trường sẽ giúp bé thực hiện được một cái ý định nhỏ nhỏ. Rồi cái này là chú Trường ha, chú Trường tặng riêng con, để con thích ăn cái gì đó thì con mua ăn nha. Dạ, con cảm ơn. À. Rồi ở cái chỗ học có gì vui không? Kể cho chú Trường nghe coi. Dạ, có vài lần mấy chị em con có đi mua bánh. À. Mà con mua có một bịch ạ. À vậy hả? Con tiền. À, chắc là ăn snack hả? Hay là bánh gì? Dạ, con ăn bánh khoai tây. À, bánh khoai tây. Rồi có bao giờ đi ăn gà rán, đi ăn đồ ở trong ấy chưa? Trong siêu thị chưa? Chưa. Chưa hả? Con có thích ba cái đó không? Dạ, cũng muốn ăn. Cũng muốn ăn hả? Không có tiền. Như vậy hả? Vậy bữa nào chắc chú Trường qua rồi... nói với cha con rồi chở đi ăn ha. Dạ, ăn một bữa gà rán thử rồi sao nó như thế nào, đúng không? Dạ. Chứ mình ở Mỹ Tho có quá trời quán gà rán mà không ăn thử sao được, đúng không? Dạ. Ừ.
Rồi con ráng học giỏi nha, nghe nói chú Trường nghe nói là bữa nay con biết viết chữ rồi mà, phải không? Dạ. Là không có đi học ở trên trường. Dạ. Bé ngoài đi học nghề là còn học chữ nữa nha. Hồi trước là con nói là học đang học mầm non hả, hay là lên lớp mấy rồi? Dạ con lên lớp 1 rồi, gần qua lớp 2. Ủa vậy là hồi đó là con phải biết viết chữ rồi chứ? Dạ hồi đó là con học dốt lắm. Con học dốt lắm hả? Dạ. Nhưng mà bây giờ là đã giỏi chưa? Dạ đọc biết hết chưa? Đọc được rồi. Dạ. Vậy là giỏi rồi, biết đọc biết viết là được rồi. Rồi biết tính chưa? Dạ, con cũng con có biết tính, biết trừ, biết số nhân chia. Vậy đó hả? Nhưng mà về tiền, tính tiền thì con tính rành chưa? Đã rành. Rành hả? Ví dụ như tờ giá số đó là 10 ngàn. Dạ. Mà chú đưa cho con tờ 100 ngàn thì con thối lại nhiêu? Dạ, con thối là 9. Chú đưa 5 tờ 500 ngàn thì con thối lại nhiêu? Dạ 490. Ồ, vậy được rồi, vậy là quá giỏi rồi. Nghĩa là bé khá là linh hoạt. Hai nữa là cũng rất là thông minh nha ông bà cô chú. Cũng giỏi, nói chung là giỏi đó. Thì vậy là cứ ráng học đi, rồi sau này vừa có nghề nè, vừa có cái nghề làm tóc, làm móng nè, rồi lại học học vấn cũng giỏi, trình độ cũng có nữa, đúng không? Dạ. Vậy là được rồi. Học thêm tiếng tiếng Anh, tiếng O vô nữa là nhiều khi đi Mỹ á. Ha. Dạ. Nhưng mà con muốn đi Mỹ không? Dạ muốn. Muốn hả? Rồi có đưa ba với chị rồi em qua không? Dạ có. Đi Mỹ mà đưa nhiều người qua quá rồi sao, bên đó rồi chưa có nhà rồi sao ta? Thì con sẽ mua căn nhà. Rồi lỡ rủi mà ở đây cái có cô chú thương, cô chú cất nhà ở đây rồi sao? Dạ thì con sẽ ở đây, con sẽ cúng bái bàn thờ của mẹ. Nghĩa là cái nhà cũ ở đây mình vẫn giữ để ở đây để mà để cho mẹ ở, đúng không? Để cúng bái mẹ ở đây, còn cha với các em các chị rồi đưa qua bên kia. Dạ. Đó, vậy quá hay rồi, quá hợp lý rồi. bé là rất là hoạt ngôn vừa thông minh đó ông bà cô chú. Thì cũng mong cho bé là học hành rồi cho nó tới rồi, rồi sau này có cái nghề. Bây giờ là 10 tuổi rồi, 10 tuổi đúng không? Dạ. 10 tuổi rồi. Rồi một lần nữa Trường cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Và Trường cũng mong qua clip này thì các cô chú các anh chị có xem được á, thì cùng chung tay với Trường để thực hiện cái ước nguyện của bé ha. Thì bé mong là có một cái căn nhà cho nó đàng hoàng lại chút xíu, tại vì nhà này đang là nhà tôn mà nó cũng sập sệ lắm ông bà cô chú. Để Trường đứng ra xa xa Trường quay cho ông bà cô chú thấy. Đó, nhà tôn mà kiểu như nó bị lâu quá rồi, tôn nó bị mục á ông bà cô chú, cho nên là cũng cần phải làm lại. Rồi phần nữa là cái nhà nó rất là nóng, tôn mà kiểu như nhà tôn mà nó nhỏ nó lại thấp nữa, nên là ở trong nhà nó nóng nực dữ lắm. Con ở trên kia làm máy lạnh hả? Dạ không có. Ủa trên tiệm là tiệm bình thường ở ngoài chứ không phải tiệm máy lạnh hả? Dạ không. Chú tưởng đâu là tiệm máy lạnh chứ. Tiệm như cô Thuận nó muốn mất bằng ta vẫn làm. Dạ. Rồi thôi Trường xin khép lại video ở đây ha. Xin tạm biệt quý diễn giả. Hẹn gặp quý diễn giả ở các tập tiếp theo ha.